trả tiền hả mày? Lần này tao siết cái ghế, lần sau tao qua tao siết tới cái bàn. Mày ơi, thế có chút xíu mà nặng, mệt quá. Nhìn thấy bực rồi. Nghĩ làm sao vậy? Tốn cả mấy triệu nối cái tóc kìa. Cái tiệm này treo đầu dê bán thịt chó, làm ăn cái kiểu gì vậy không biết nữa. Bực quá, đỡ ra luôn đi. Má, tóc quỷ tóc yêu gì. Tóc này tóc người bệnh mà, nó gắn cho tôi. Gỡ nha, xong đem đốt hết. Cứng như vậy trời. Ơi cái gì vậy nè? Cái điện thoại mới kén siêu bang, giá rẻ như cho. Trời ơi, bởi vậy ông bà tao nói đẹp trai mà sống tốt nên thường gặp nhiều điều may mắn. Quả là không sai. Trời ơi, điện thoại ngon lành, ước mơ của tôi. Trời ơi, mua giá rẻ rời. Có khi nào đây là điện thoại của người chết, người ta bị tai nạn, người ta chết xong nó hôi của, xong nó bán lại cho mình. Ơi mày, bởi vì đọc ba chuyện ma riết rồi nghĩ tào lao không à. Tại mình sống tốt nên mình gặp may mắn nên mua được điện thoại rẻ thôi, có gì đâu suy nghĩ nhiều. Ngon lành cành đào, không có một vết tì, không có một vết xước. Ồ, có người gọi mở hàng luôn. Ai ta không có số gì trời. Chắc tổng đài nó quên bỏ số hay sao á. Alo. Alo. Bị gì thôi, bị gì trời. Alo. Ủa, cái nào bị hư không ta? Sao hư được? Kiểm tra đàng hoàng rồi mà. Gọi thử mới được. Alo. À, alo. Anh ba hả? Trời ơi, anh ba đang đâu vậy? Tôi đang đi ngoài đường. Trời ơi, giờ này còn đi ngoài đường nữa, sao không ở trong nhà? Anh ba biết tin gì chưa? Cái gì vậy mày? Trời ơi, thấy ghê lắm. Em mới mua được cái điện thoại rẻ bèo luôn nè. Tào lao. Hỏi khoe. Tôi khoe chứ. Trời ơi, giá rẻ như cho nó. À, còn tin nữa anh ba. À, em gọi thử loa, là anh tốt lắm. À, cảm ơn ba nha. Lao. Dạ, cảm ơn ba. Chồng khứa này vui. Điện thoại tốt mà, nghe rõ mùng một. Không sao, chắc là nãy nó bị kẹt sóng hay gì á. Sao không có chuyện hư được, tao mới thử rồi nó đem về nhà. Dạ. Lại không có số nữa. Alo. Alo. Ai đó nói đi. Không có giỡn nha. Tao không thích giỡn đâu à. Đứa nào đó. Nghe gì vậy? Tắt nguồn luôn. Hả? Hả? Ai đó bắt máy lên đi, đừng có hồn tao nha, tao không có sợ đâu. Có ngon thì ra đây mày, ra đây nói chuyện nè. Có ngon thì tới đây mà nói. Mày nghe rõ chưa? Gì vậy mà chết uổng quá vậy trời. Theo anh là đâu có chết xấu quắc vậy đâu. Em đẹp lắm quý con à. Em đẹp lắm quý con à. Anh mới gặp chuyện ghê quá em ơi. Anh lỡ like hình của nhỏ kia, nó bị chết. Vậy mà nãy giờ anh cứ thấy mặt nó hoài. Mà cái mặt của nó ghê lắm. Ủa, ghê lắm hả anh? À. Coi dâu như vậy không anh? Trời, bỏ tay vô chơi đi. Nè. Em không dám chơi đâu. Có gì đâu sợ. Chơi thử đi. Chơi đi mày. Con trai. Có gì đâu sợ. Chơi đi. Đàn ông trai gì đâu sợ đâu. Hồn ai ở chốn non bồng, hồn là hồn gái hay là hồn trai muôn phần xinh tươi. Chui lòng hồn ghé ngang cho tôi có chút việc. Tôi ngứa, tôi gãi mấy má ơi. Mày rảnh quá. Ngứa mày cho gãi chứ. Đang cầu cơ, cái không khí người ta cần cái nghiêm túc. Bớt ngứa hết hồn. Rồi tập trung. Rảnh hết người rồi. Đừng gãi nó nha má. Má nha mày. Hồn ai ở chốn non bồng, hồn là hồn gái hay là hồn trai muôn phần xinh tươi. Vui lòng ghé ngang cho tôi nhờ chút gì. Có ai ở đây không? Trời ơi, nó chạy kìa, trời ơi. Ai hỏi gì hỏi đi. Hồn tên gì? N. À, em mơ Nam. Bao nhiêu tuổi vậy? Ba mươi ba. Già rồi đó. Thôi, hỏi tại sao mà chết vậy? Ghê quá, bị hỏi ghê quá. Ý. Xe thấy chưa, nghi lắm mà. Cái này là xe Facebook của Sơn Tùng. Cái lộn Tùng Sơn người ta chết nè. Nghĩ sao vậy? Cái này là xe chỉ. Đang xe chỉ xong bị chị phụ chết. Rồi tàu lao luôn rồi. Hai đứa tàu lao. Xe này là... xe đụng. Đúng luôn. Mày mới nói gì vậy con kia? Hỏi đi. Hồn là thần thánh hay ma quỷ? Vậy cũng tin nữa. Nãy giờ tao đi không chứ có ai đâu đi. Ông nghĩ sao giờ mà giỡn được vậy? Mấy cái này giờ làm gì có. Giỡn ngay ghê vậy mà cũng giỡn được. Anh lớn rồi. Thôi giờ tao đi toilet đi, dẹp đi, chén bài đi. Bà nội cha mày. Mày chết luôn đi. Dẹp. Đâu chứ không là ướt luôn rồi. Ba kim thang cả lan. Ơi, mày hát nhạc khác đi. Cái bài đó để cho thiếu nhi nhưng mà nó nói gì ma. Đêm nay nơi thăm sâu âm u, từng cơn gió lùa bên keo gì vô. Có giỡn thôi nha, hát cái gì mà bữa nay lạ luôn chơi. Không ổn. Đừng có giỡn dây nữa nha. Gì vậy bà? Làm gì mà căng thẳng vậy? Gì vậy? Tụi bay đang đâu vậy? Giờ mưa kẹt xe quá. Giờ tao chạy qua liền nè. không xe tối khỏi ngủ nhé.